Bài số 3 nè. Bài số 3 của các con như sau. Thầy có một cái hình. À. Đó. Ở đây thầy có 2. 40. 8. 13. 17. Rồi, ở đây thầy có cũng có tiếp tục các cái hình của thầy. Ở đây là 8, 12, 14, 16 và chỗ này là 50. Rồi, hình thứ 3. Các con hãy tìm cho thầy nào. Thầy cho 4, 4, 10, 1. Ở đây chấm hỏi kết quả vòng bao nhiêu? Đố các bạn biết đây. À, siêu hay phải không? Kết quả của các con bằng bao nhiêu nào? À, bài này có thể là chắc đơn giản với các con rồi. Thầy sẽ xóa bài ở dưới đi rồi mình cùng nhau mình giải luôn. Đây. À, chúng ta người ta cho các con là để tính được cái số ở bên trong thì dựa vào 4 cái số ở bên ngoài. Đúng không? Dựa vào 4 cái số ở bên ngoài. Giờ mình cùng nhau thử tính coi nè. Ở đây người ta cho là 2, 8. 2 cộng 8 mình thấy rõ là bằng 10 rồi. Đơn giản quá. À, 13 cộng 17 là 30 nữa nhỉ. Vậy thì thực ra thì cái số ở trong nè, thầy nhìn thôi cũng giống như các con thấy được là ở đây là 2 cộng 8 cộng với 13 cộng 17 thì kết quả đang là bao nhiêu các con? Đang là bằng 40, bằng với cái số ở trong nè. Tương tự như vậy chúng ta cũng thấy ở đây. À, 8 cộng 12 nè. Ừ, cộng như vậy cho dễ phải không? 8 cộng 12 cộng 14 cộng 10 cộng 16. À, vậy kết quả ở đây của chúng ta bằng ấy nhỉ? 20 nè. 20 cộng 30 là 50 nè. Đúng luôn. Đẹp. Vậy thì cái ở cái câu hình số 3 của chúng ta, hình số 3 nè, mình phải cộng làm sao và cho nó kết quả ở đây thôi là được. Vậy ở đây chúng ta có là 1 cộng 4 cộng 4, mình cộng hết nó lại, cộng 10 nữa, và kết quả của thầy và các con ở đây là 19 là đáp án chính xác. Các bạn nào có đáp án là 19 là chính xác đấy, hay không? Comment xuống cho thầy chữ hay coi. Bạn nào thấy hay comment xuống chữ hay. Ok, và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với ví dụ tiếp theo nữa nha. Xem coi các bạn có thể nào tính thiện là nhanh được hay không. Rồi, sẵn sàng. Thầy cho các con một cái hình tròn như sau. Bài 4 nè. Thầy cho các bạn một cái hình tròn và thầy chia nó ra làm 6 phần. Đó, một hình tròn, thầy chia nó ra làm 6 phần nha. Đây. Hình tròn và chia nó ra làm 6 phần. Đây thầy cho các bạn nè. 422. Rồi, ok chưa? Kết quả bằng bao nhiêu? Đố các con biết đấy. X, hãy tìm cho thầy X ở vị trí này xem. Tìm X bằng bao nhiêu? Comment xuống cho thầy. 200, 533, 422, 755, 311, X bằng bao nhiêu? Các con nhớ, các bạn nhớ nha, nhấn vào like với thả tim nữa nha. Nếu thấy hay thì nhấn vào like với thả tim rồi mình chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Mình cho các bạn học cùng với ha. Mình học xong rồi mình chia sẻ cho các bạn để các bạn của mình có thể học cùng với mình. Thì mình nghĩ sao mình nói ra, mình làm được làm sao mình nói ra. Tuyệt vời luôn, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Bài số 4. Kết quả bằng bao nhiêu nào? Thầy thấy có nhiều bạn là 644 đấy. Hãy nói cho thầy biết tại sao nè. Tại sao các con lại chọn là 644?
Tại sao là 644 nè? Giỏi, giỏi, giỏi. À, theo thứ tự. À, làm theo thứ tự. Còn có một bạn thì nói là cộng cho 111. Cộng cho 11, 111 đúng không? Ở đây là 200. Nếu mà cộng cho 111 là 311. Nếu cộng cho 111 nữa là 422. Cộng 111 nữa là 533. Và cộng cho 111 nữa là bằng 600 bao nhiêu? 644 là đáp án hoàn toàn chính xác đấy. Xin chúc mừng các bạn có đáp án là 644 nha. Chúng ta cộng lần lượt cho bao nhiêu? Cộng lần lượt cho 111 là đáp án chính xác nhá. Đây là một cái dãy số tăng dần, đúng không? Được biểu diễn theo cách khác thôi. Nó là một cái dãy số tăng dần. 644 là đáp án chính xác nhá. Từ đây qua đây nè, chúng ta cứ cộng thêm cho 110 11 nữa. Vậy từ đây qua đây cũng là cộng thêm cho bao nhiêu? Cộng thêm 110 11. Ok. Vậy thì khi mà cộng thêm cho 111 nữa, chúng ta có kết quả là 600 bao nhiêu? 644 là đáp án hoàn toàn chính xác đấy. Yeah. Nãy giờ em đúng liên tục hả? Chúc mừng các bạn nhỏ. 644 siêu hay. Comment xuống. Hay quá nhỉ. Thầy cho tiếp nha. Xem coi bạn nào làm được không. Thầy cho đề siêu khó luôn. Coi như bạn nào làm được nào. Coi như bạn nào làm được nè. Sẵn sàng chưa? Đây. Câu hỏi tiếp theo của các con như sau. Đây. Thầy cho tam giác đi. Lâu rồi thầy không cho tam giác nha. Bài số 5. Tam giác nè. Cho các bạn tam giác. Tên 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 tên. Đây 21. 10. 35. Và đây 66. Ok, ở đây là 12. 10. Ở đây là 23. Ở đây là 45. Rồi tiếp tục. Thầy có ở đây là bao nhiêu? 13. 11. 19. Chấm hỏi. Rồi, đố các con biết kết quả ở chấm hỏi thứ 3, ở tam giác thứ 3 là bao nhiêu? Đâu, bạn nào cho thầy biết nè. Tại sao bằng 43, tại sao bằng 33? À, các bạn nhỏ, tại sao? Mình phải biết bằng tại sao chứ. Cộng hết lại, đâu. Thầy không thấy cộng hết lại mà bằng kết quả đúng đâu. 10 cộng 21 cộng 33 bằng 66, đúng chưa? Nhưng mà nếu cái thứ hai chưa đúng sao? À, thầy nói không đúng mà các con cứ comment à. Rồi, ok. Vậy thì khi mà thầy cộng hết lại nè, 10 cộng 21 cộng 35 thì bằng bao nhiêu vậy? 10 cộng 21 cộng 35 thì bằng bao nhiêu? Bằng 60 mấy? 66, đúng rồi. 10 cộng 12 cộng 23 thì bằng bao nhiêu? 10 cộng 12 cộng 23 bằng 40 mấy? 45, cũng đúng. Xuất sắc. Vậy thì 13 cộng 11 cộng 19 kết quả bằng bao nhiêu? 13 cộng 11 cộng 19. Nhớ là ở bên kia là mình đã đúng rồi nha. Hai cái phần bên kia đã đúng rồi. Thì bây giờ là mình có 13 cộng 11 và cộng 19. Và kết quả của các con bằng bằng bao nhiêu nhỉ? 43 phải không? Yes, 43 là đáp án chính xác các con ạ. Xin chúc mừng các bạn có đáp án là 43. Các bạn của thầy siêu giỏi, siêu tuyệt vời luôn. Hay không? Hay không? Hay không? Comment xuống cho thầy chữ hay nào. Khó hơn không? Cho khó hơn nếu các bạn làm nha. Sẵn sàng chưa? Cho khó hơn nha. Rồi, đây. Thầy cho các con một cái dãy số. Một dãy số. Đây là bài số mấy rồi đây? Bài số 6 rồi ha. Cho các bạn một dãy số nhá. Dãy số nè. Bài số 6 nè.
Dãy số của thầy bắt đầu từ 3, 11, 19. Rồi chấm hỏi luôn. Thầy đố các bạn biết. Các con hãy tìm cho thầy cái quy luật để tạo ra cái số chấm hỏi tiếp theo coi. Hay đúng không? Hay 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 hay. 3, 11, 19. Cái dãy số của mình nó cũng đang là dãy số tăng dần. Nhưng các con thử để ý xem. Các bạn nhỏ của thầy thử để ý xem nhé. Các trong cái dãy số tăng dần này nè, cái khoảng cách nó có bằng nhau hay không? Cái bài này là của lớp 2 cho nên nó cũng khá là dễ dàng cho các con thôi ha. Hôm sau thì thầy sẽ cho các con làm phần của lớp 3, lớp 4, lớp 5 nữa. 27. 27 hả? Tại sao bằng 27? Có bạn thì nói bằng 30. Ừ, 8 cộng 3, 3 cộng 8 bằng 11, 11 cộng 8 là 19. Vậy thì vậy có nghĩa là cái khoảng cách giữa các cái số sau thì nó đang lớn hơn số đằng trước bao nhiêu đơn vị? Số đằng sau đang lớn hơn số đằng trước bao nhiêu đơn vị các con? Lớn hơn số đằng trước 8 đơn vị phải không? Vậy thì bây giờ chúng ta lấy 19 mình cộng cho mấy nữa thôi? 19 mình cộng cho 8 phải không nhỉ? Đây, số đằng sau đang bằng số đằng trước cộng thêm cho mấy đơn vị nhỉ? Cộng thêm cho 8 đơn vị thôi. Đây, số đằng sau bằng số đằng trước cộng thêm cho 8 đơn vị. Vậy ở đây chúng ta sẽ có kết quả là bằng bao nhiêu? Bằng 27 là đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng các bạn có đáp án là 27. Rồi, các con nhớ chia sẻ bài học này đến cho tất cả mọi người nhé các con nhé. Để cho ai cũng có khả năng tư duy, ai cũng có khả năng phản xạ nhanh nhẹn với các cái bài toán, với các cái con số, và giúp cho các con học bài giỏi hơn, nhanh hơn. Rồi, bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào, xin chào, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con. Các ba mẹ và các con, nếu thấy bài học ngày hôm nay rất là hữu ích cho mình thì hãy nhanh tay nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào nút quả chuông và chia sẻ cái bài học này đến cho tất cả mọi người nha. Vì thầy biết rằng ai ai trong chúng ta cũng cần học tốt cho môn toán, yêu thích môn toán và yêu thích việc học của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.